những năm trở lại đây, có vẻ như Dương Mịch đang trượt dài trên con đường sự nghiệp của mình, so về sự nghiệp diễn xuất, Dương Mịch có phần thu thiệt hơn so với những đồng nghiệp cùng lứa như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệp Phi, thậm chí, cô nàng còn xuống dốc hơn so với một số đàn em khác. Liệu Dương Mịch sẽ ra sao sau những cú trượt dài có phần đáng tiếc này? Dương Mịch là nữ minh tinh có thời kỳ hoàng kim khá dài, lấn lướt nhiều đồng nghiệp cùng thời khác. Xuất thân là một diễn viên nhí, Dương Mịch từng đóng qua vô số vai phụ trước khi nổi tiếng với vai diễn cung tỏa tâm ngọc năm 2011 và vươn lên trở thành sao hạng A. Vai phụ đắt giá nhất của cô nàng trước khi nổi tiếng có thể kể đến vai diễn quách tương năm 2006 trong phim Thần Điêu Đại Hiệp của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệp Phi. Tại Trung Quốc, Dương Mịch được đánh giá là minh tinh đắt giá nhất showbiz với những chỉ số tích cực. Dương Mịch đi theo con đường nghệ sĩ toàn năng, cô phát triển cả mảng nghệ thuật gồm điện ảnh, thời trang, ca nhạc, cho đến việc hướng bản thân trở thành doanh nhân thành đạt. Nhờ đó, Dương Mịch có sức ảnh hưởng lớn tới khán giả đại chúng, đến nay cô đã giữ vững danh tiếng hơn 10 năm. Dương Mịch liên tục có những tác phẩm vang danh như Truyền kỳ Vương Chiêu Quân năm 2007, Tiên kiếm kỳ hiệp 3 năm 2009, Mỹ nhân tâm kế năm 2010, Cung tỏa tâm ngọc năm 2011, Cổ kiếm kỳ đàm năm 2014, Người phiên dịch. Năm 2016, Tam sinh tam thế, Thập lý đào hoa năm 2017, Phù giao hoàng hậu Năm 2018, cảm ơn bác sĩ. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, một số phim của Dương Mịch không được đánh giá cao, như Chúc Mộng Tình Duyên, Bạo Phong Nhãn, Định Luật 80 phần 20 của tình yêu không được đánh giá cao. Nhiều fan hâm mộ biết rằng Dương Mịch luôn phải đối mặt với lịch trình công việc dày đặc, điều này cũng khiến cô rơi vào khủng hoảng, tạo thành những áp lực đáng kể về tinh thần và thể chất của Dương Mịch, có nguồn tin cho biết Dương Mịch đã phải nghỉ ngơi một thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Những đánh giá về mặt sự nghiệp của Dương Mịch trong thời gian qua không quá tích cực, cô nàng liên tục bị chỉ trích về trạng thái xuống dốc và không có bước mới trong sự nghiệp. Trong cùng thời gian đó, đối thủ hàng đầu của Dương Mịch là Triệu Lệ Dĩnh lại có những bước chân khởi đầu chuyển hướng sang dòng phim chính kịch. Triệu Lệ Dĩnh đạt được những thành công nhất định trong tác phẩm Gió thổi bán hạ và Hạnh phúc đến vạn gia, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim cổ trang Thần Tượng giữ Phượng Hành mới đây, nhưng cô nàng đã đánh dấu hướng đi mới cho tương lai nhiều người nhận định rằng để có thể tiếp tục đứng vững trong giới giải trí khắc nghiệt kia bản thân dương mịch phải tìm lại sự đam mê đối với nghiệp diễn của mình đồng thời cần có sự thay đổi trong lối diễn xuất trong khâu lựa chọn kịch bản và hướng đi tốt hơn cho tương lai hiện tại dương mịch đang có bộ phim cổ trang hồ yêu tiểu hông nương trong bộ phim này với sự thành công vang dội của tam sinh tam thế thập lý đào hoa trước đó dương mịch vẫn được kỳ vọng sẽ thành công với vai diễn nữ vương đồ sơn hồng hồng lần này Bên cạnh đó, Dương Mịch còn bất ngờ tái xuất điện ảnh với vai chính trong phim điện ảnh thuộc thể loại hài, trinh thám, không phải cổ trang ngôn tình như các dự án trước đây. Bộ phim có tên gọi Không có chuyện gì mà một nồi lẩu giải quyết không được, lại là một dự án thuộc thể loại phim hài. Vai diễn điện ảnh lần này khiến không ít fan hâm mộ hy vọng Dương Mịch có thể lấy lại phong độ sau nhiều cú trượt dài trong thời gian qua.